Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em chia sẻ cho anh chị mình một cái kèo ha, là chúng ta nhận cái con sàn. Cái con sàn của mình làm á chính là Picasso nha anh chị. Rồi thì nếu mà nói về vấn đề con sàn thì em xin phép được nói những cái thông tin liên quan. Thì ngày xưa có cái sàn Bybit á anh chị. Đó, thì họ mới thành lập, họ cũng cho cái con sàn khi đăng ký thì cũng rất nhiều anh chị chúng ta đã đăng ký ngày xưa thì nhận được khá là nhiều. Cái thứ hai nữa cũng có nhiều anh chị thấy cái sàn nó mới á nên là người ta cũng bỏ qua. Thì đến cái giai đoạn hiện nay cái sàn Bybit là một trong những cái sàn top ha và khá là uy tín và cái đồng của nó cũng khá là cao. Mà cụ thể nhất á, thì cái sàn Binance ngày xưa cũng vậy. Đây là cái sàn top mập thế giới ha, thì họ cũng cho chúng ta nhận cái đồng BNB. Thì ngày xưa cũng có nhiều anh chị chúng ta có làm, cũng có nhận được nhiều, cũng có nhiều anh chị là chúng ta bỏ qua. Thì ở đây em muốn nói một cái điều á là chúng ta không nên bỏ qua những cái kèo là một là những cái con của cái hệ sinh thái tốt, cái con mà có cái nền tảng tốt. Cái thứ hai nữa là những cái con sàn, thì sàn là một cái sàn nó khi nó cho giao dịch thì nó có cái nguồn vốn nó mạnh anh chị. Cái con sàn của nó càng giá càng cao thì chứng tỏ cái sàn nó càng uy tín kiểu như vậy. Nên là em muốn chia sẻ anh chị cái kèo này ha. Và hiện tại cái kèo này á anh chị biết sao không? Nó không có cái thời hạn cụ thể khi nào hết. Nên là chúng ta làm được ngày nào thì hay ngày đó nha. Nên là tranh thủ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào anh chị nha. Bây giờ em sẽ làm như thế này. Đầu tiên là cho anh chị xem cái nick của em. Rồi sau đó em chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta đăng ký và chúng ta KYC ha. Để chúng ta nhận mỗi ngày. Rồi mình nhận xong mình để đó anh chị. Thời gian sau này sàn phát triển mạnh đó, thì chúng ta bán thôi. Bây giờ mình sẽ vào nè. Em sẽ vào cái này. Rồi bây giờ em sẽ đăng nhập vào cho anh chị xem ha. Cái này chưa có app nha anh chị. Nó chỉ có trên web thôi. Rồi mình nhấp vào chữ login nè. Em sẽ đăng nhập vào. Đó anh chị thì sau một thời gian họ block thì họ sẽ cho mình vào. Anh chị đây là cái giao diện tổng quan ha. Mình nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái nè anh chị. Anh chị thấy cái chữ là đã xác minh của em là đã ok ha. Ở đây có cái phần là đăng nhập lịch thưởng là chúng ta nhấp vào đây. Nè em sẽ đọc sơ qua cho anh chị nắm nha. Đăng nhập lịch thưởng, đăng ký hàng ngày để nhận phần thưởng. Phần thưởng đăng nhập sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 7 giờ. Tức là vào 7 giờ sáng mỗi ngày chúng ta vào để chúng ta nhận nha. Nếu đạt đến ngân sách, nó có thể kết thúc ngay cả trong thời gian chiến dịch. Đó, tức là họ có thể ngưng bất cứ khi nào. Nên là chúng ta nên tranh thủ làm. Bây giờ em sẽ nhấp vào em nhận nè. Em nhận được 10 cái đồng cát này. Em sẽ nhấp vào cái dấu ít. Em nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái. Cái này đôi lúc nó còn bị lỗi nha anh chị. Nên là anh chị không thấy cái phần hiển thị cái phần giao dịch hồi nãy đâu. Bây giờ em sẽ vào cái quý nè. Anh chị sẽ kéo xuống. Anh chị sẽ thấy cái chữ nè. Caste nè. Nè em được 20 rồi đúng không ạ? Đó là em nhận 2 ngày rồi. Cơ bản là như vậy ha anh chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao? Mình sẽ đăng ký tài khoản nha. Bây giờ em sẽ đăng xuất này. Đăng xuất. Thì khi anh chị xem cái video của em á, mình phải nhấp vào cái link ở cái phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn em đã ghim để chúng ta nhấp vào cái link rồi chúng ta đăng ký nha anh chị. Cái việc đầu tiên sau khi anh chị nhấp vào cái link nó ra như thế này á, thì chúng ta cần phải nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải. Anh chị chọn trong cái chữ là mở trong Google Chrome nha, hoặc là Chrome Deo á, để chúng ta thoát khỏi cái trình duyệt YouTube nha anh chị. Sau đó mình nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải một cái nữa. Anh chị chọn cái chữ dịch cho em ha. Đó. Rồi bây giờ mình chưa có tài khoản thì mình sẽ nhấp vào cái mục đăng ký phía trên bên phải nè. Anh chị nhấp vào đây cho em. Nè. Rồi. Anh chị nhấp vào cái chữ đăng ký ha. Rồi anh chị chọn cho em cái email mà anh chị sẽ muốn làm. Anh chị nhấp vào cái mục đăng ký cho em. Rồi ở đây họ bảo mình đó là lấy cái mã xác minh họ đã gửi bên cái email á. Thì chúng ta vào cái email chúng ta lấy. Anh chị nhớ nha. Đó. Đây nè. Rồi. Mình sẽ vào cái Gmail. Đây. Anh chị chọn đúng cái Gmail mình đăng ký ha. Nói như em thì cái Gmail này. Anh chị sẽ thấy nè. Nếu như anh chị kiếm ở đây không thấy thì anh chị vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái. Anh chị chọn trong cái thư gác á. Hoặc là thư quan trọng hoặc là tất cả các hộp thư đến nha. Em sẽ sao chép cái này. Trong cái phần ô màu xanh đó anh chị. Mình dán vào. Đó. Rồi. Tiếp tục cái mật khẩu này á thì em khuyên anh chị là có chữ hoa chứ thường số và ký tự đặc biệt ha. Ở đây họ có thông tin nè.
danh sách kiểm tra mật khẩu, độ dài ít nhất là 8 đến 50 ký tự. Mật khẩu phải có chữ hoa, chữ thường. Rồi mật khẩu phải chứa ít nhất là một số và một ký hiệu đặc biệt. Anh chị lưu ý nha, ví dụ như là em đặt như thế này. Anh chị có thể mở con mắt lên. Nè, Hùng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Nó lên cái tích xanh này là ok nè. Anh chị lưu ý cho em ha. Lấy cuốn sổ ra ghi tên dự án là sàn Picasso để chữ web. Nhận con sàn ha anh chị. Đó, chúng ta tranh thủ. Rồi bây giờ em sẽ dán vào ha. Đó, ok hết anh chị ha. Rồi bây giờ nè, anh chị nhấp vào cái tích ô vuông. Rồi anh chị sẽ nhấp vào cái chữ là submit giùm em ha. Anh chị để bên phông chữ tiếng Anh đi, làm việc nó sẽ ok hơn là bên tiếng Việt anh chị. Nếu như trong thời gian mà hút 2 phút á, thì anh chị nhấp vào cái chữ là resend nè, hoặc là cái chữ gửi lại, để họ gửi cho mình cái mã captcha mới á, để chúng ta nhập vào đây nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ submit. Anh chị chờ một chút nha. Rồi anh chị nhấp vào lưu cho em nha. Đó là mình đã đăng ký thành công. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải nè. Anh chị chọn cái chữ dịch cho em ha. Rồi bây giờ á, anh chị sẽ nhấp vào cái chữ bắt đầu luôn, mình xác minh luôn. Đơn giản lắm anh chị. Nè, ở đây sẽ có những cái thông tin như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái việc là xác minh danh tính của bạn nha anh chị ha. Ok. Bây giờ nó có 3 bước, bước 1, bước 2 và bước 3. Thì do là em đã đăng ký rồi nên là em không thể nào mà em xác minh được cái tài khoản nữa. Nên là em chỉ nói và anh chị làm theo giúp em ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện các bước để xác minh thông tin chị ha. Thì có 3 bước, bước 1, bước 2 và bước 3. Bước 1 là anh chị sẽ xác minh thông tin cơ bản về cái địa chỉ, họ và tên, ngày tháng năm sinh. Bước thứ 2 là anh chị upload cái hình ảnh lên cho em là cái giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân hoặc là bằng lái xe đều được ha. Đó. Rồi chúng ta chụp mặt trước, chụp mặt sau. Bây giờ em sẽ đi vào cái bước thứ nhất. Thì cái quốc tịch này nè, chúng ta nhấp vào đây. Anh chị chọn cho em cái chữ Việt Nam nha. Đó. Rồi cái tên á, bên trái này á, bao gồm cái tên lót và cái tên của mình. Bên phải này á là cái họ nha. Còn anh chị nào hai họ á, thì chúng ta sẽ đặt cái họ thứ hai bên đây. Ví dụ như em nè. Anh chị ghi chữ hoa, khoảng cách và có dấu ha, giống như trên giấy tờ của mình á. Bên đây là em sẽ nhập cái chữ Nguyễn anh chị ha. Rồi cái ngày tháng năm sinh này á, thì bây giờ anh chị sinh ngày mấy tháng mấy. Ví dụ như em nói như thế này, em sinh năm 1996 thì em sẽ nhập như thế này ha, 1996. Rồi. Đó. Rồi. Tháng 1 nè. Tháng 1 ha. Ngày 20. Đó, rồi chúng ta enter. Tức là em sinh năm 96 tháng 1 ngày 20 nha, anh chị lưu ý theo cái định dạng nha, năm tháng ngày. Rồi tiếp theo á, chỗ cái tòa nhà phòng này thì cái địa chỉ đầu tiên trong cái nơi nguyên quán hoặc là cái nơi thường trú của anh chị ha. Có thể là ấp nè, xóm nè, thôn nè, tổ nè anh chị ha. Rồi còn cái địa chỉ nhà này á, nó tương đương là phường hoặc là xã. Hai cái này nha. Rồi cái thành phố này á, nếu như anh chị nào ở thành phố á, thì chúng ta ghi thành phố luôn. Còn nếu mà anh chị nào ở tỉnh á, mà chúng ta ở trong huyện thì chúng ta ghi huyện, huyện này, huyện kia, hoặc là thị xã này, thị xã kia. Anh chị ghi cái tên thôi. Ví dụ như em ở huyện Châu Thành thì em chỉ cần ghi Châu Thành. Còn nếu như em ở thị xã Cai Lậy đi, thì em chỉ cần ghi Cai Lậy thôi. Kiểu như vậy đó anh chị. Cái ban tỉnh này nè, là ví dụ như em ở tỉnh Tiền Giang thì em sẽ ghi Tiền Giang nè. Còn nếu như mà em ở Cần Thơ thì em sẽ ghi Cần Thơ, hoặc là em ở Sài Gòn thì em ghi là Sài Gòn. Kiểu như vậy ha. Cái mã bưu chính này á, thì chúng ta vào cái trình duyệt mới. Anh chị vào cái mã như đây nè. Ví dụ như em ở zip code ở Tiền Giang đúng không? Thì em ghi là zip code Tiền Giang. Rồi anh chị sẽ chọn cho em của InExpress 360 nha. Mình ở đâu mình ghi đó. Rồi anh chị sẽ bất cứ anh chị ở thành phố hay ở tỉnh gì em không cần biết, nhưng mà anh chị cần lấy cho em cái dòng đầu tiên số 1 nè. Bưu cục trung tâm tỉnh Tiền Giang, hoặc là bưu cục trung tâm Cần Thơ, hoặc là bưu cục trung tâm là Sài Gòn, thì nó là 84.000, ví dụ như vậy ha. Rồi sau đó chúng ta vào lại cái này.
chúng ta ghi vào. Ví dụ như 84.000 nè. 5 số thôi nha anh chị, 6 số là sai nha, 6 số ngày xưa. Rồi quốc gia này nè, chúng ta nhấp vào cái mũi tên tam giác, chúng ta chọn Việt Nam. Rồi sau đó cái mã quốc gia của mình hiện thị cộng 84 là ok, sau đó chúng ta nhập vào cái số điện thoại. Ví dụ như của em như thế này ha. Thì em sẽ bỏ số 0 đầu. Rồi sau đó anh chị nhấp vào cái mục cái chữ tiếp theo. Thì ở cái dấu này, bước này nè, đôi lúc nó sẽ bị lỗi thì chúng ta có thể là xác minh sau. Thỉnh thoảng chúng ta vào chúng ta xác minh ha. Rồi, cái hai nhận biết này á, là họ kêu mình á, là anh chị chọn cái giấy tờ nào thì chúng ta chọn giấy tờ là ID card ha. Đó, mình có giấy nào mình làm giấy đó. Rồi anh chị là cần là chụp mặt trước và mặt sau cho em ha. Cái thứ ba nữa là cái tấm hình. Cái tấm hình là chúng ta ghi một cái miếng giấy á, chúng ta ghi chữ là Picasso, họ có demo cho mình đó. Rồi chúng ta ghi ngày hôm nay á là ngày 26 tháng 7. Anh chị làm ngày nào ghi ngày đó, 26.07.2022. Ở trên mình ghi là chữ Picasso trên cái tiêu đề này, anh chị thấy không ạ? Đó. Rồi chúng ta để trước ngực kèm theo giấy chứng minh của mình á, chụp giấy chân dung của mình. Cái xác minh này thường là cái sàn nào cũng vậy hết, để xác định á là chúng ta không phải là cái tài khoản ảo. Ha anh chị nha. Rồi sau đó ba tấm hình chúng ta chụp xong hết, ok hết. Rồi chúng ta lấy ba tấm hình này nè, chúng ta gửi lên trên Messenger Facebook. Rồi sau đó chúng ta tải ba cái hình này từ trên Messenger Facebook về. Sau đó chúng ta đăng lên một lần nữa, rồi chúng ta tải về một lần nữa. Để làm chi? Để cho nó giảm cái dung lượng, anh chị làm khoảng 5 lần cho em là ok. Tại vì nó quy định á, một cái tấm ảnh không vượt quá 5MB, mà anh chị đăng cái ảnh lên 6MB nó đâu có block được đâu ha. Còn cái thứ ba này bảo vệ á, là bảo vệ cái này á, là anh chị biết sao không? Là chúng ta liên kết Google AdSense á, thì anh chị có thể liên kết hoặc là có thể không ha. Đó là như vậy. Đó, rồi. Nếu anh chị không muốn xác minh liền á, thì chúng ta có thể nhấp một cái chữ sau bên phải này nè. Đó, ha, giờ em sẽ hủy bỏ đi ha. Có nghĩa là em để sau, em mới xác minh. Bây giờ em sẽ vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái nè. Em nhấp một cái chữ là đăng nhập lịch thưởng nè. Đó, em sẽ chọn ở đây. Như vậy là xong nha anh chị. Thì cứ mỗi ngày 7 giờ sáng mình vào đây mình nhận. Thì anh chị lưu ý nè, tới cái ngày 15 á là anh chị nhận được tới 500 lần anh chị nha. Anh chị có thấy không ạ? Nè. Ngày 5 á là chúng ta nhận được 100, ngày 10 là nhận được 300 và ngày 15 là nhận được 500. Nó cứ theo một cái chu kỳ như thế này. Thì ở đây anh chị cũng có thể giao dịch ha. Rồi anh chị muốn giới thiệu bạn bè thì anh chị nhấp ở đâu? Anh chị nhấp một cái chữ chi nhánh nè. Ở đây có cái link này đúng không ạ? Chúng ta nhấp vào đây và anh chị giới thiệu được bao nhiêu người đều hiển thị ở đây hết. Tiếp tục. Cái ví của mình, anh chị nhấp vào đây, anh chị kiểm tra coi là chúng ta được bao nhiêu. Thì ở đây thì em được 10 cái đồng cash nè, chưa có giá nha anh chị ha. Thì sau khi chương trình Anaerobe này thì có thể là họ sẽ niêm yết và có giá. Hoặc là chúng ta có thể hold luôn, để sau này có giá cao nữa thì chúng ta bán. Đó. Rồi ở đây muốn chia sẻ thêm một cái dự án nữa, thì hôm bữa có chia sẻ cho anh chị một cái kèo của cái sàn là ByTrader này. Thì anh chị đăng ký xong chúng ta nhận được 1.000 cái đồng là BTT nè anh chị. Em sẽ nhấp vào cái mục tài sản phía bên phải ở dưới này ha. Nè anh chị, anh chị thấy cái đồng BTT của em không ạ? Nó sẽ có như thế này. Rồi anh chị trở về cái trang đầu phía bên trái nè. Ở đây nè, có cái giá nè anh chị. Thì một BTT bây giờ là tương đương khoảng là 0.02 USDT. Anh chị nhấp ở trên đây nó sẽ có nè anh chị. Nè. Đó, thì họ có bán trước luôn đó anh chị. Thì cái này chúng ta cũng có thể là nghiên cứu tham khảo ha. Ở đây cái tổng cung cấp là tới 10.000 1 triệu 10 tỷ. Bán công khai là 0.016 USDT, nhưng mà nguồn cung cấp bây giờ á là họ chỉ mở là 500 triệu thôi. Giới hạn người mua là không giới hạn. Thời gian khóa mã thông báo là không có ha. Loại mã thông báo là cái này chạy trên cái mạng là BEP20 BSC Smart Chain. Rồi. Anh chị đăng ký ha, những cái kèo sàn thì em khuyên là chúng ta không nên bỏ qua. Anh chị đăng ký rồi bỏ đó nha anh chị nha. Sau này thì có giá thì chúng ta bán. Rồi em xin phép dừng cái video. Anh chị làm cái gì không được thì cứ bình luận đi, em sẽ trả lời cho mọi người 24/24.